Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, bạn chỉ cần sinh hoạt như người bình thường, không cần lo lắng mà so sánh mình có giống người này, người kia không. Nhiều người lo lắng vì sau khi đã hồi phục, đã âm tính, đã xuất viện, vẫn còn cảm thấy trong người mệt mỏi, ngủ nhiều, cảm giác như chưa trở lại trạng thái lúc chưa bệnh. Điều đó cũng bình thường, không cần lo lắng về cái gọi là COVID-19 kéo dài. Chừng nào là bệnh nhân nặng, phải thở máy, thì mới cần lo đến các biện pháp phục hồi chức năng sau bạo bệnh. Hãy nghĩ lại những lần trước, mắc bệnh khác, mình cũng mệt vậy. COVID-19 cũng vậy thôi, nhất là các chủng mới sau này thường hành nhiều, thì bệnh xong sẽ thấy vẫn còn mệt. Nếu buồn ngủ nhiều thì cứ ngủ, vì đặc điểm của COVID-19 là khi mắc bệnh, bệnh nhân thường khó ngủ, cả vì bệnh gây khó chịu, cả vì lo âu. Vì vậy, thường hết bệnh rồi, cơ thể đòi phải ngủ bù. Đây là lúc cần tẩm bổ, tăng cường thêm năng lượng, vì bệnh dù nhẹ cũng khiến bạn mệt mỏi, lấy đi nhiều năng lượng của cơ thể. Nếu triệu chứng mất vị giác, khứu giác vẫn chưa khỏi thì hãy chia nhỏ bữa, ráng ăn, hãy tự động viên mình ráng ăn đủ chất thì mới khỏe. Hai triệu chứng này thường xuất hiện muộn và hết muộn, nên khi có hết bệnh rồi vẫn còn chưa ngửi, chưa nếm được. Nhưng ngoài việc khiến bạn ăn uống khó khăn vì vô vị thì không gây ra bất cứ vấn đề sức khỏe nào hết. Ăn không đủ, thiếu chất mới là lý do mệt. Đây cũng là lúc bạn cần lạc quan lên, vì khi hết bệnh rồi thì khả năng mắc lại gần như không có. Việc tái dương tính cũng được nghiên cứu nhiều rồi, thật ra chỉ là cơ thể tống ra xác virus còn sống lại, không lây cho ai, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, không có chuyện hết bệnh rồi tự nhiên trở nặng. Bạn chỉ cần sinh hoạt như người bình thường, không cần lo lắng mà so sánh mình có giống người này người kia không. Cảm giác còn lâng lâng, chưa khỏe hẳn sẽ từ từ hết. Nghỉ ngơi rồi bắt đầu tập thể dục nhẹ nhẹ trở lại rồi bạn sẽ khỏe. Khi bạn đã khỏe và tái xuất, nếu ngành nghề của bạn tạm nghỉ trong thời gian thực hiện chỉ thị 16, rất hoan nghênh nếu bạn có thể dành thời gian rảnh để giúp sức cho các lực lượng phòng chống dịch, các lực lượng hỗ trợ tại địa phương. Bởi bây giờ bạn đã nằm trong số những người an toàn nhất trước đại dịch. Các nghiên cứu cho thấy kháng thể trong người các F0 đã khỏi bệnh rất mạnh, mạnh hơn người chích đủ 2 mũi vaccine nhiều. Tất nhiên, vẫn tiếp tục 5K cho đến khi làn sóng dịch qua đi.